chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một cái video giới thiệu về sản phẩm bơm lốp kèm theo kích nổ ắc quy ô tô. Đây là hình ảnh của bộ sản phẩm. Sản phẩm được đựng trong một vali nhựa, bao gồm có bộ kích nổ, các cổng chia, dây sạc đa năng, đầu nguồn và bơm. Hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc và được phân phối bởi An Thái Auto. Đây, xin mời anh em nhìn tổng quan của sản phẩm. Hàng đã được kiểm tra rất là cẩn thận trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.